Công ty điện máy Bình Dân, chuyên bán các dòng điện máy với giá cả bình dân. Liên hệ 0364 91 6666. Xin chào tất cả quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn là chiếc máy xay giò đã đang gia đình. Thì sở dĩ chiếc máy này được gọi là máy xay giò là vì nó thiết kế khác hơn một chút các cái dòng máy xay trên thị trường. Là nó có kèm thêm một cái bao đá đấy ạ. Quý vị và các bạn nhìn thấy có một cái bao đá nó lớp bên ngoài rất đẹp. Và cái bao đá này cái tác dụng là như thế nào? Thì khi mà chúng ta xay giò thì chúng ta sẽ xay thịt sống. Và thịt sống chúng ta khi chúng ta xay vào các nồi xay thông thường không có bao đá, không có bao đá làm lạnh thì khi chúng ta xay nó sinh nhiệt, nó sẽ chết thịt và sẽ không làm được giò. Nó chỉ làm được các loại chả mập, bò viên hay là các cái loại khác. Chứ còn giò thì bắt buộc phải có bao đá. Ở đây thì chiếc máy này là 1100W công suất. Và cái nồi này đường kính 22cm, vung được thiết kế bằng kính rất là đẹp ạ. Ở đây thì chúng ta có thể nhìn quan sát một chút vào bên trong. Ở đây có một cái cần đánh ruốc rất là chắc khỏe. Đánh ruốc miền Nam là chà bông đấy. Ở đây là máy thiết kế một con dao ba lưỡi rất là sắc bén này. Xay rất là nhuyễn, rất là nhanh. Thì chiếc máy này công suất 1100W, nó có thể xay tối đa lên tới khoảng một cân cho đến 1 cân 3. Cân 3 thịt làm giò chúng ta, nếu mà các nhà mà kinh doanh nhỏ chúng ta làm khuôn 1 cân ở đây dùng cái này. Chúng ta nhìn thấy cơ chế đổ rất là thông minh, khi chúng ta xay xong chúng ta sẽ đổ ra đây và chúng ta sẽ phép dùng thìa phép sang bên ngoài. Ở đây thì chúng ta sẽ nhìn qua một chút về công suất ạ. Đây anh em có nhìn thấy công ty Tuấn Dũng máy xay đa năng model TD 1100, công suất là 1100W, 220V, motor 100% tự động, sản phẩm bài ra khác vì tính chất lượng. Thì chiếc máy này nhìn tổng quan một lượt chúng ta có thể nhìn thấy khung tất cả đều được thiết kế bằng inox 100%, inox 304 đấy, rất là sáng bóng. Thì trong quá trình sử dụng ta tháo ra chúng ta vệ sinh nó rất là đơn giản thôi. Em có cắm điện, bây giờ chúng ta sẽ thử. Ở đây thì thiết kế 4 chân rồi đều có đầu điện bằng cao su rất là êm ạ. Bây giờ em sẽ bật điện lên, bật công tắc để thử chúng ta nghe tiếng máy ở chiếc máy này. Anh em phải nhìn nghe máy chạy rất ít, motor 2800 vòng 1 phút ạ. Dòng motor cực nhanh, chạy rất là êm. Em nói với mình và các bạn rất giận, rất nghe rõ. Khi chúng ta xay chúng ta sẽ đóng nguồn vào, chúng ta nghe thấy rất là êm luôn và như kiểu chạy cũng là rung một tí gì luôn. Đá chúng ta sẽ nhét vào đường này và đằng sau sẽ có cửa để đằng sau sẽ có cửa để chúng ta tháo cái lượng đá ra. Quý vị có thể nhìn thấy để biết thêm thông chi tiết về chiếc máy xay giò đa năng này, quý vị có thể liên hệ với em theo số điện thoại dưới màn hình. Chúng ta có thể xay tất cả các loại luôn, xay giò, chả, bò viên, xay làm mọc, rồi là xay làm đánh tơi, ruốc, chả bông, hay là chúng ta có thể xay cả pate đều rất là ok. Cảm ơn quý vị và các bạn xem video của em.